Không, em gặp ba má chồng em trước đó lâu rồi. Tại vì đi với mọi người về nhà trước tiên chơi. Em đã biết ba mẹ trước đó rồi. Chỉ có cái lần mà về mà chính thức về với bạn chính gái á thì bị mắc cười thôi, bị ngại mắc cười. Cô là lúc anh Tiên dắt bé Hân về để mà chính thức ra mắt á, là anh có nói trước với cô không hay là không về rồi mới nói? Không luôn, về mới nói. Cô khánh hồn không? Cái lần đầu tiên á, Hân về đi với Hứa Minh Đạt nè, Dĩ Dạ nè, dạ. Dịp Chung nè. Cô hỏi ủa con sao hỏi mẹ thấy con bé này kêu con chú mà. Lúc đó Tiên nó cười. Cái kỳ đầu tiên nó xuống là nó chơi chung với con Hứa Minh Đạt á, ba đứa hai thằng đó với nó là đi chung. Nó còn nhỏ xí khi kêu bằng chú mà, trong thời gian cái lúc mới quen cũng kêu bằng chú mà. Vậy hả? Lâu lắm, lâu lắm sau này em mới đổi là kêu bằng anh. Ai là người kêu đổi? Không kêu, tự kêu. Tự hả? Tự mắc cỡ tự kêu. Con dâu này về nhà có anh được. Cô. Hello. Ôi trời ơi. Trời ơi, rồi biết ai luôn rồi. Đây không phải là bà chủ quán hải sản mà là má của con bầu nương. Là vợ của anh Di Cá. À. Anh Di Cá, Ngọc Tiên. Ủa Hân ơi, có bánh Ngọc Tiên nhà không em? Có. Vậy hả? Hôm nay anh với chị Lan tới đây từ chương trình gõ cửa thăm nhà. Chị là người mới gõ cửa đó. Bây giờ em có cho vô thăm nhà không? Sao mặt bé hoang mang quá. Kìa. À, Quách Ngọc Tiên. Mời chị tới đây luôn á. Rồi. Hôm nay anh với Ngọc Lan tới từ chương trình gõ cửa thăm nhà. Tới đây muốn thăm nhà em mà không biết hai chồng em có cho vô không. Ủa tới mới báo em trước chứ sao làm bất ngờ như vậy? Không phải, quá chương trình là không có báo trước nha. Với lại chương trình đó là không có quy định là gõ cửa ai là cứ sọc vô, thấy không? Gia chủ cho vô thì mới vô, còn không cho vô thì hai anh em anh đi về. Dạ, về đi anh. Ờ, về em ơi, họ nói giật. Không, mọi người ơi, chương trình tới giờ phát sóng rồi, phải đi vô rồi. Ủa, không, ta không cho vô mà em vẫn mặt dày vô luôn hả? Anh ơi, giờ này liêm sĩ gì tầm này nữa. Thôi, vô. Em mời anh. Hai chồng giống mới ngủ dậy. Mày sao vậy? Đúng giờ hả? Chứ sao? Mật máu nhiều quá. Anh xăm đầu đỏ. Bậy. Cái gì anh hai? Một nhọt đó ông nội. Dầu gì hai đứa cũng là thân tình với nhau từ hồi đó tới bây giờ. Nể tình tha cho nó đi. Anh đi đúng đường không? Em mệt lắm luôn rồi đó. Thời đi đúng đường luôn rồi á. Mày, cái hình ảnh này mới là thằng nhóc à. Không có vui nghe. Thái nhã lân tân, đúng nghĩa nhóc ác luôn á. Trời ơi Tiên ơi, nhà em ấm cúng quá Tiên ơi. Ủa, nhưng mà hai vợ chồng ở đây rồi bạn Ngư đâu? Dạ, bạn Ngư đang ngủ trong phòng á. À, trong năm mới này nè, năm Tân Sửu nè, thì em có những cái dự án hay có những cái công việc nào mà em có thể bật mí cho khán giả được biết hay không? Dạ, trong năm mới này có thể đây là một cái dự án mà em bắt bủ lớn nhất cuộc đời em từ trước đến giờ. Là em với anh em ekip trong năm 2020 đã triển khai rồi. Là tụi em đã làm khâu tiền kỳ, em làm kịch bản cái phim điện ảnh Vi Cá Sự Trở Lại rồi. Là bắt đầu bước qua năm 2021 là bắt đầu anh em triển khai. Dự án của em định bấm máy vào ngày 31 tháng 3. Tranh thủ ra cho khán giả, tại thật sự khán giả cũng cứ comment, cứ nói anh Tuyên ơi Vi Cá tại sao lâu dữ vậy, đến bây giờ anh chưa thấy. Tới lúc tới thời. Thôi tới đỡ không kịp. Sao cuộc sống mẹ bỉm sữa một ngày trôi qua như thế nào? Đầu buồn tóc rối à. Hồi đó em chỉ ngủ dậy, tắm rửa đi học, chiều về tắm rửa ăn cơm, bài ngủ đi học. À, rất là tin girl. Dạ, về dướng nó. Sáng về dướng làm sao? Dướng làm sao? Chán lắm hả? Dướng ngồi cũng gì nữa. Hỏi cái hết hồn. Tự nhiên dướng nó. Bà rất là thiệt thà. Đó, sáng vậy là sáng thấy là cho trước rồi đó. Sáng là ổng rồi. Rồi xong mình thấy ăn rồi cứ bố chơi, nó cũng chơi cũng bình thường, nó phải dạ, chơi trên đầu trên cổ em có vẻ hằng học con quá vậy. Khán giả cũng rất là muốn chương trình đến gõ cửa thăm nhà của Quách Ngọc Tuyên, cho nên là hôm nay là chương trình quyết định đến để mà thăm gia đình. Rồi muốn tìm hiểu xem là cuộc sống hiện tại của gia đình như thế nào. Rồi sau đó là mình đi ăn cơm. Thực sự hôm nay là không nghĩ là sẽ tiếp mấy anh em ở bên chương trình. Lịch trình của hai vợ chồng á là về quê. Tại vì những ngày này á thì bữa nay em mới tranh thủ được nghỉ nè. Gần như là hôm giờ đêm ngày nào cũng ngủ cỡ 3-4 tiếng, 4-5 tiếng là cao. Em làm gì Tuyên? Đi cài anh. Chơi anh ơi, họ mấy giờ chở hai đứa em về quê luôn mà được không? Thôi giờ gì đi. Đó giờ là anh em biết nhau. Và anh cũng coi Tuyên mấy lần mà về quê, coi trên Facebook, trên YouTube thôi, mà chưa bao giờ được về quê cùng với em.
thôi em chuyện ngày hôm nay cũng lính về thiệt á hả? Ừ, nó sao mà còn em đi đâu anh theo đó. Chưa vợ em gãy ngang cái tội nghiệp hai anh em anh. Đúng rồi, anh em anh với Lan sẽ ngồi đây đợi hai chồng vô chuẩn bị hành trang đi ha, rồi tụi mình cùng về quê Quách Ngọc Tuyên nghe. Tới nhà em rồi. Lần đầu tiên anh mới được về nhà em đó nha. Lần đầu tiên anh Hoàng Mèo, mấy anh em kia về nhiều lắm rồi. Vậy đó hả? Anh Chí Tài, anh Linh, anh Quang Lê. Tại anh không được mời á. Ủa mẹ đây. Dạ. Con chào hai MC. Dạ, chào con. Chào Quách Ngọc mẹ. Nè, nói. À bà nội đi. Còn chơi kè hả bà? Hả? Cũng ba miếng coi. Đồ. Đạo quá. Đó, mẹ con là vậy không á. Đây nè, con dâu nữa nè, chưa hôn nè, đó. Con dâu này hả? Hôn chứ. Rồi, đó. Dễ thương quá. Tuyên ơi, dạ. Mẹ ở đây rồi, ba đâu? Quách Ngọc ba đâu? Ba. Con chào chú. Vô. Bây giờ vô nhà nha. Dạ, chú, cho con hỏi là ngoài Ngọc Tuyên ra thì là gia đình mình còn mấy người con nữa chú? Bốn. Tuyên thứ mấy chú? Năm. Cái nhà này là bây giờ là ai ở chú hả? Hiện tại giờ là ba mẹ. Ủa Tiên, hồi em có định là cất nhà lại sửa nhà rồi là không Tiên? Có chứ, ước nguyện của em là em sẽ cố gắng cài rất nhiều tiền. Về em làm lại cái nhà cho ba mẹ. Cái ý định này nói với ba mẹ lâu lắm rồi. Là bữa cũng định làm trong năm nay mà ba chưa cho. Cố gắng năm sau cài đủ tiền thì về làm. Anh nghĩ rằng là cái điều nguyện vọng đó em sẽ làm hiện thực. Anh nghĩ là chắc chắn là sẽ được. Lúc mà Tiên mới vô nghề rất là khó khăn. Chú thấy sao? Thì con thương con nhưng mà con cái nghề đó thì động viên cho nó đi tới nữa. Thật sự là những cái khó khăn đó hầu như là giấu. Anh không muốn chia sẻ cho ba mẹ thấy được những cái khó khăn đó của mình. Cô chú mới biết sau này lúc mà Tiên nó đứng được về một góc nào đó của sân khấu đó. Tiên, em có nghĩ rằng là cái lúc mà em khó khăn đó Tiên, nếu như mà không bám trụ được với nghề, anh hỏi đó nha, có khi nào mà em nghĩ rằng là em trùng chân mỗi gói và em chịu hết nổi rồi thì em về quê không? Trong đời em đúng một lần là em làm nghề mười mấy năm rồi, đúng một lần là em nghĩ là chắc là mình không theo nghề được, chắc là ông tổ không chọn mình. Là em còn nhớ cái thời điểm đó luôn là anh Hữu Lộc mới mất, là sân khấu Nụ Cười Mới tạm ngưng một thời gian, không đi làm không gì hết, tối ngày cứ ở nhà. Rồi cứ nghĩ trong đầu không biết cái gì rồi sao, rồi liệu mình có được tồn tại với nghề được không nữa. Nhưng mà đụng cái là cái suy nghĩ đó của em thoáng ra chưa được 2 ngày. Nhưng mà lúc đó em phải tự vực dậy, em nói không được Tiên, nếu mà bỏ nghề giờ không biết làm gì. Cố gắng rồi bắt đầu lúc đó lao đầu vô làm. Em cảm giác như giống như là khi mà anh Hữu Lộc anh nằm xuống á, anh rất là thương anh em Nụ Cười Mới và phù hộ cho anh em rất là nhiều. Bởi vì cái giai đoạn mà anh nằm xuống đó, tất cả mọi người trong sân khấu Nụ Cười Mới đều bấp bênh và mọi người đứng ở cái ngưỡng là gần như là muốn bỏ nghề, bởi vì nó không còn một cái tia hy vọng nào hết. Nhưng mọi người, những ai mà có thể cố gắng vượt qua được cái giai đoạn đó là họ sẽ thành công. Thì đúng là nói về anh Lộc là có rất nhiều cái để nói. Cái tình cảm mà anh Lộc dành cho những anh em lớn nữa thì em không biết, nhưng mà đối với những đứa em tụi em đó, thì khủng khiếp lắm. Anh Lộc làm tất cả những gì cũng đừng nghĩ cho tụi em hết. Từ ở trong bản thân em á, em cảm giác là em quý, em tôn trọng anh Lộc. Và đúng là cái khoảng thời gian như lúc nãy Lan nói là anh Lộc nằm xuống á, sân khấu Nụ Cười Mới tạm ngưng, thì tất cả những anh em trong sân khấu đều bấp bênh hết, bản thân Tuyên cũng vậy. Nhưng mà không biết từ đâu nữa, cũng có thể là một phần thứ nhất là do bản thân mình. Thứ hai cũng nghĩ cho ông anh mình, thật ra ảnh cũng không muốn như vậy. Nếu mà anh nằm xuống mà mình lại bỏ nghề thì mình quá dở rồi. Đó, chính vì vậy là đó là một cái động lực nữa, để cái tinh thần nữa để em vực dậy. Một cái giai đoạn anh Tuyên khó khăn em cũng có biết sơ sơ, là bởi vì lúc đó là Tuyên mới vừa mua cái căn hộ nãy mình ghé đó, là nó chưa hình thành nữa. Nó mới là xây cái móng thôi mà cố gắng đeo, mỗi một tháng đóng rất là nhiều tiền. Mà thời điểm đó thì kinh tế cũng rất là eo hẹp, xô chậu. Lúc đó anh Quách Ngọc Tuyên là cũng chưa có cái tên Quách Ngọc Tuyên lúc đó chẳng là cái gì cả. Đúng rồi, chỉ nên... là may mắn bước ra cái khán giả nó thằng này diễn viên chưa được gọi là cái tên Quách Ngọc Tuyên nữa. Nhưng mà không hiểu động lực từ đâu, và anh Lộc mất là 2010, bắt đầu em mua cái nhà đó là 2013, là em đúng nghĩa liều luôn á. Em mua căn nhà đó là em có 20 triệu.
20 triệu đó mà chưa được bỏ trong túi nó là tiền đó, tiền phim đang thiếu. Em vừa mới xong cái phim kia thiếu em 20 triệu, còn 20 triệu bên đó đó mà em dám đi mua cái nhà đó luôn. Ôi gan vậy. Rất là giỏi. Gan vậy mới có được cái tổ ấm giờ đúng không? Tại vì nó là em cũng được anh em xung quanh thương, là ở dưới quê cũng được dì, một người dì nói à con cứ mua đi dì cho mượn chút đỉnh đó, coi như là lấy cái đó đặt cọc. Rồi ở trên kia thì được anh bốn, anh Linh đó. Anh Linh nói tốt với em, mày mua đi anh hỗ trợ mình. À tốt. Anh Linh đã cho em mượn 150 triệu. Và rõ ràng mà nói là cái thái độ sống của anh Tuyên như thế nào thì tất cả mọi người mới hỗ trợ anh được nhiều như vậy. Cô, khi mà Tuyên khó khăn đó cô, có bao giờ gọi điện về than vãn với mẹ không? Không, bây giờ không có một lần. Tại sao lại nó mới dễ nói. Đến khi mà cô biết hết những cái khó khăn của anh Tuyên thì nhìn lại thì cô thấy con mình như thế nào? Thương thương nhiều lắm chứ. Nhớ hoài luôn à, là cái đợt đó là ở trên Sài Gòn là trong người cũng còn nghẹn luôn, hết tiền luôn á. Khoảng năm 2005-2006 gì đó. Rồi cái chạy về nhà. Cái bữa đó về cũng không có tiền luôn. Cũng không dám mở miệng xin mẹ xin ba tiền để lên hết á. Rồi đi tới đi lùi hoài. Lẳng lặng rồi cái tới giờ cái hồi thưa ba nó lên, thưa mẹ nó lên tới trên đó. Lấy cái cặp ra tiền tới tờ giấy 50 ngàn để trong đó. Thấy 50 ngàn đó ngồi khóc hoài luôn á. Là mẹ âm thầm mẹ bỏ tiền vô trong cặp rồi nào không ai. Tại vì nó hỏi từ hẹn lên tới ban lên nó đi vòng vòng lát giả thừa nữa ba lần nữa. Nãy giờ con thưa mẹ mà xong chưa đi. Cô mới lén là cô bỏ đó là biết là nó không xin tiền rồi. Dạ. Giờ lên cho nó mới phát hiện được. Tại vì biết ba với mẹ cũng khổ, ba mẹ cũng không có tiền. Năm anh em tụi em quậy nhưng mà em với hai người anh trai là ba anh em có thỏa thuận với nhau, quậy cứ nào quậy chứ thứ nhất cái điều tuyệt đối là không bao giờ được lấy tiền nhà. Ba anh em chưa bao giờ biết thò tay ăn cắp tiền. Dưới quê thường thường ai cái lấy tiền ba mẹ 500 ngàn, 5 ngàn đó. Ba anh em mà chưa bao giờ làm điều đó. Rồi chắc có lẽ là bây giờ mình, dạ mình tách nhóm ra đi mình để mình nhóm. Em có rất là nhiều điều đó. Em muốn hỏi riêng Hân chứ. Đúng rồi. Nãy giờ ngồi không à. Đó. Thôi bây giờ vậy đi ha. Rồi mình tách. Rồi. Cô bình thường dâu này về có hay phụ làm chuyện nhà không cô? Có. Làm giỏi không cô? Giỏi lắm á. Giỏi nhất là làm gì cô? Ăn. Nhưng mà cô nói giọng rất là tự hào luôn á. Giỏi ăn. Trời ơi, cô thương lắm mà. Bây giờ con có cái này con hỏi cô nè. Lúc mà anh Tuyên với lại Hân mình mà đến với nhau á, khi mà cô biết con dâu tương lai của mình nó còn nhỏ quá, cô có bị ngại không? Ngại nhưng mà cô thương nó cũng như là sợ nó còn nhỏ quá không biết giờ hai đứa nó làm sao. Rồi cô có nói với Tuyên, nói giờ con bé đó nó nhỏ quá, giờ làm sao con dạy, làm sao con nói nó nghe. Nó không sao đâu mẹ, Hân nó hiền, nó dễ thương lắm. Dạ bây giờ trên cái bàn này là chỉ có những người đàn ông chúng ta thôi. Thành ra những cái chuyện gì mà liên quan tới chuyện đàn ông đó là mình cứ nói thoải mái, không có gì phải sợ nghe chú. Nha. Đó, chú. Ban đầu á, Tuyên mà nó dẫn bé Hân về nhà đó thì chú thấy hai đứa nó chênh lệch về tuổi tác vậy đó thì chú có bằng lòng với làm mà chú có cái cảm nghĩ gì với con bé dâu này không? Thì cũng bằng lòng chứ đâu có sao. Nói chung là ba mà em được một cái là rất tôn trọng những cái quyết định của con cái. Ba nói là con thấy tính sao tính vậy đi. Mà mẹ ăn sao? Mẹ cũng không cản gì hết. Tao phản ứng là ông bà là vui đúng không? Vì sợ con mình ế đúng không? Đó là trước đó ba với mẹ cũng hỏi hoài, hỏi sao giờ này chưa có vợ con gì hết. Mẹ là người hỏi nhiều nhất. Sau này có bầu ngư. À, bầu ngư của vậy giờ ngon lắm nha anh. Ngon. Ngoài cái kênh Quách Ngọc Tuyên Official của em á, là em chuyên môn em làm cái kênh đó là làm ra phim để dành lợi tới khán giả. Em có một cái kênh Quách Ngọc Tuyên Family nữa. Kênh đó là chuyên về em với bầu ngư với gia đình thôi. Là bầu ngư bây giờ kiếm được tiền rồi đó. Ý hả? Còn kiếm tiền nữa phải không? Người ta nói bầu ngư là em bé triệu view á. Khi mà cái kênh đó may mắn được khán giả, các cô chú thường thường là các anh chị ở bên nước ngoài xem rất là nhiều. Là bầu ngư kiếm được tiền. Em lấy cái số tiền đó nha. Về tặng ông nội bà nội. Lấy tiền đó tặng lại cho bà ngoại. Đó. Chia sẻ một chút lộc của bầu ngư cho ông bà đó. Cái điều quan trọng đó là em cũng chích một phần tiền đó ra. Thí dụ như những cái hoàn cảnh khó khăn. Đúng. Em lấy cái số tiền từ kênh của bầu ngư ra. Thì em cũng
mình không phải là lớn lao gì nhưng những chương trình từ thiện khủng khiếp kia, nhưng mà quan trọng là tấm lòng á. Cái quý thấy hoàn cảnh nào dễ thương cái gửi tặng chút đỉnh đó. Đó là một cái điều đáng quý. An toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà. Trẻ chống ho cảm, dùng ngay ít nhi. Rồi bé Hân, mà hai người quen nhau là đâu có công khai đâu, đâu có ai biết đâu đúng không? Không. Rồi em có suy nghĩ là ủa tại sao ảnh lại không để cho mọi người biết? Lỡ mà ảnh có ý đồ xấu, ảnh tính lén phén ở bên ngoài nên ảnh không muốn cho ai biết không? Không, vậy nè, Tuyên là không phải là không cho mọi người biết, mà Tuyên là thuộc dạng không nói. Nếu như người ta hỏi thì Tuyên chỉ cười thôi, không trả lời có hoặc không. Nhưng mà ai cũng biết hết á. Anh em, bạn bè, người nhà, ai biết thì biết, không biết thì thôi, chứ không có bao giờ nói là tôi đang quen vậy đó. Vậy á hả? Nên là em không có lo lắng vậy. Rồi đến khi mà lần đầu tiên mình đi về ra mắt bên phía bên nhà chồng, mình gặp ba má chồng mình có bị sợ không? Không, em gặp ba má chồng em trước đó lâu rồi. Tại vì đi với mọi người về nhà chú Tiên chơi. Tại em đã biết ba mẹ trước đó rồi. Chỉ có cái lần mà về mà chính thức về với bạn chính gái thức á, thì bị mắc cười thôi, bị ngại. Mắc cười hả? Cô là lúc anh Tuyên dắt bé Hân về để mà chính thức ra mắt á, là anh có nói trước với cô không? Hay là không về luôn. Rồi mới nói? Không luôn, về mới nói. Cô hết hồn không? Cái lần đầu tiên á, Hân về đi với Hứa Minh Đạt nè, dĩ dạ nè, Việt Trung nè. Cô hỏi, ủa con, sao hỏi mẹ thấy con bé này kêu con một chú mà. Lúc đó Tiên nó cười. Cái kỳ đầu tiên nó xuống là nó chơi chung với con Hứa Minh Đạt á. Ba đứa, hai thằng đó với nó là đi chung. Nó còn nhỏ xí kêu bằng chú mà. Cái thời gian, cái lúc mới quen cũng kêu bằng chú mà. Vậy hả? Sâu lắm, lâu lắm sau này em mới đổi là kêu bằng anh. Ai là người kêu đổi? Không kêu, tự kêu à. Tự hả? Tự mắc cỡ, tự kêu. Con dâu này về nhà có khi nào làm cái gì mà cho mình phật lòng không con? Tại vì cô nghĩ ví dụ cô thương con là phải thương dâu, mà con dâu nó hy sinh cho mình đứa cháu nội. Thí dụ như bây giờ về đây cái gì thì Hân làm này, Hân làm kia thì là cô dạy. Chứ chưa bao giờ biết chủ động là mình phải làm cái đó để là cho mẹ coi mình là con dâu hay gì á. Dạ. Mà cô sống cũng thoải mái lắm. Dạ. Đó, thí dụ như thương mấy đứa gái nhà sao là thương nó vậy đó. Dạ. Cái gì sai cô cũng kêu cô nói. Thương lắm. Có cái gì vậy chưa nè? Chưa. Có cái vậy như Tuyên với nó công nhận là cô có cháu nội, nhưng mà tụi nó chưa có cái lễ, chưa có lễ cưới chính thức. Con cô hơi ngại chứ đó. Dạ. Con cũng tính hỏi về cái vấn đề đó, nhưng mà nãy giờ con cũng còn đang rất là ngại. Đó. Tại vì đó, cô nói thiệt. Dạ. Giờ cô cũng nói với chị Xui. Xưa nó hơi kệ chị ơi, tại con mình chủ yếu là nó thương nhau, nó ở đời là cái điều quý. Yeah. Chứ bây giờ mà chị làm đám lớn mà con nó không thương, sau này một hai năm nó gian dở cũng tội. Đó thì chị Xưa cũng nói như vậy, và mình yên tâm một phần vì sợ bên con đây nó buồn. Yeah. Và hai đứa nó cũng đồng lòng. Còn bé Hân, em có cái suy nghĩ về cái việc tại sao tới bây giờ mà mình vẫn chưa có một cái đám cưới chính thức không? Em với Tuyên thì cũng như mẹ nói là em với Tuyên có bàn trước, là để cho ổn thỏa như sửa được nhà xong đã. Có dư thì tụi em mới làm đám cưới. Giờ thì để cho anh đi làm thoải mái, chứ mình đặt thêm vấn đề làm đám cưới nữa thì ổng lại áp lực thêm. Tại vì ổng đã tự đặt áp lực cho ổng là ổng phải kiếm được tiền xây nhà cho ba mẹ. Tuyên đi làm nhiều cũng để em thoải mái thôi. Thì giờ mình đặt thêm vấn đề làm đám cưới nữa thì tội nghiệp ổng. Con gái thì ai cũng thích, nhưng mà nó là hơi từ từ. Để cho ổng xây được nhà xong đã. Thật ra con thấy con bé này nó may mắn lắm nè. Rất là may mắn luôn á. Ở đâu mà có được bà mẹ chồng mà thương như vậy hả cô? Mà em về với mẹ em cũng thoải mái lắm. Đói thì em xin ăn, còn muốn làm gì rồi đi theo xin tiền mẹ nữa. Rồi bây giờ cái này là tạm xong rồi cô ha. Trời. Bây giờ mình lo chuẩn bị đồ ăn để cho mấy ổng ăn. Đói à. Mai ơi, em đói chưa? Để anh mời món này nhé. Còn nhiều món ngon, vào đây xem nhé. Ajinomoto, cùng năm hạnh phúc. Quý vị khán giả cũng biết rồi đó, Quách Ngọc Tuyên vừa là một diễn viên sân khấu, vừa là một diễn viên điện ảnh, và một trong những tác phẩm mà gắn liền với tên tuổi Quách Ngọc Tuyên và làm nên một cái tên tuổi Quách Ngọc Tuyên đó chính là Vi Cá Tiền Truyện. Đó thì anh cũng không hiểu tại sao em lại lấy cái tên là Vi Cá. Dạ, đến bây giờ em khi nhắc tới nhân vật Vi Cá, nó nói em vẫn cảm ơn người đầu tiên là Hồ Việt Trung. Người thứ hai là Mr. Tô. Tại vì cái nhân vật Vi Cá xuất thân từ cái phim Giải Cứu Tiểu Thư phần 3 của Hồ Việt Trung. Trung là người sản xuất cái phim đó. Còn Tô là người đạo diễn.
cùng với Chung tạo ra cái nhân vật Vi Cá này. Rồi. Và em may mắn là trong cái phần 3 đó là cái nhân vật Vi Cá khán giả rất là thích. Từ cái đà đó đó thì em có nói là Chung, em có nói với Tô, anh nói thí dụ như bây giờ anh phát triển thêm cái tuyến nhân vật Vi Cá riêng thì tụi em thấy làm sao. Hai đứa em nó cũng ủng hộ em liền thôi, nó ok anh Tuyến, làm đi như vậy tốt mà. Thì đó, thì bắt đầu từ đó em phát triển ra thành cái Vi Cá tiền truyện. Hay quá. Nhưng mà cái anh nhớ là cái lần em làm Vi Cá tiền truyện đó, cái lúc đó là em cũng còn khó khăn, cũng còn hơi khó khăn đúng không? Thì tôi rất khó khăn. anh phải khiêm tốn mà, nó hơi khó khăn thôi. Rất đó. Đó. Đến bây giờ trong đời em thời điểm bây giờ là đang có 3 cái liều. Cái liều đầu tiên lúc nãy em nói rồi là em mua nhà 20 triệu. Cái liều thứ hai là em mua chiếc xe hơi 50 triệu. À. 50 triệu dám mua chiếc xe hơi. Em rất liều. À, cái chiếc xe hơi là em nhờ có anh Trần Bùm. Anh Bùm cho em mượn 100 triệu để em đặt cọc vô chiếc xe. Rồi lúc đó em tự xây. Cái liều thứ ba là em triển khai cái dự án Vi Cá tiền truyện của em. Cái dự toán cái đợt đó là nó lên là 1 tỷ lẻ mấy chục luôn. Tiền họp báo, tiền những viên tất tật này nọ. Lúc đó trong người em có bao nhiêu? Trong người em có đúng 50 triệu giống như chiếc xe. Trời ơi, chết tôi rồi. Rồi sao làm giờ? Bây giờ kịch bản đã lên hết rồi, anh em đạo diễn cũng đang hừng hực máu lửa rồi. Biên kịch nó đã viết xong rồi, giờ tiền đâu làm. 50 triệu là em may mắn được cái là có những người anh em xung quanh. Giống như những anh em không làm trong nghề của em á, cũng biết em làm một cái dự án đó. Mọi người nói ok Tuyên làm đi, có gì anh đứng sau lưng anh phụ được gì anh phụ. Rồi trong quá trình mà tiền kỳ là bắt đầu em chạy. Em chạy show. Cái gì em cũng làm hết. Thậm chí có quay những cái tiểu phẩm 200.000, 250.000 em cũng bao luôn. Bao hết. Đó. Và nhưng mà những lúc đó em xin em ơi giúp anh trong ngày hôm nay, em cho anh quay 5 số, 7 số gì đi. Để nhiều 1 triệu mấy, 2 triệu mấy. Đó em bao hết à. Rồi cái bắt đầu ra hiện trường quay thì mình cũng kiếm được chút đỉnh rồi. Dư ra cái ứng tô. Rồi có âm thầm về mượn 3 chút đỉnh. Mượn nhiều quá. Nhiều mà anh về hỏi nhiều mà không nhớ. Như 50 hay 70 gì hết á. Nhiều chưa? Ta lên 100 mấy thôi, 120. Trăm mấy đó. Ừ. Đó là ở nhà mình là còn nhiêu? Thì có nhiều vé hết rồi đó. Nhưng mà lúc đó em có lo không? Không, tự nhiên lúc đó em rất máu. Em được một cái nha, em nói thiệt. Một khi em không làm thì thôi. Em mà bước vô em xác định em muốn làm cái đó rồi là em phải làm cho bằng được. Và nhất là làm với nghề nó là khô máu, mượn nợ em cũng chơi. Nha, anh em bên ngoài có câu á, liều ăn nhiều. Liều ăn nhiều. Em là không những ăn nhiều mà em còn cái nữa là liều mà liều liên lụy. Liều liên lụy. Ảnh hưởng gia đình, ảnh hưởng bạn bè. Liều liên lụy luôn á. Bây giờ Tuyến trả hết chú chưa? Trả nợ hết chưa? Gửi về hết rồi. Trả dư luôn rồi. Đó, vậy là mừng rồi đúng không? Giờ sắp tới nghe nói là chuẩn bị làm điện ảnh rồi nè. Không biết hỏi về có mượn nữa không? Có mượn nữa, đưa nữa. Chắc vậy. Mượn nữa, đưa nữa kìa. Đó, Tuyến, mượn nữa, đưa nữa kìa. Chơi dữ. Và anh hy vọng rằng là với những dự án tiếp theo và đặc biệt là dự án điện ảnh phim đầu tay của em cũng sẽ thành công giống như là Vi Cá tiền truyện và những series của thằng Khờ nghe. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Rồi chà, Tuyền ơi, bây giờ nghe cái mùi thơm quá anh chịu hết nổi rồi. Chắc bây giờ mình chuẩn bị vô phụ mấy bà dọn cơm lên ăn nghe. Không biết Ngọc Lan có phụ được gì không á nha. Không đâu, thấy ghê lắm. Ủa, anh hiểu dữ vậy hả? Trời ơi, thấy ghê lắm, nó ăn không ạ. Trời ơi, toàn là những món mà nghe anh yêu thích không em ơi. Em đang giảm cân mà kiểu này em thấy không được. Nói về mà ẩm thực nha, về nấu ăn á. Nữ công gia chánh. Em rất tự tin vào những món ăn mẹ nấu. Dạ. Món tuyệt vời. À, Tuyên, em thích nhất là món nào do mẹ nấu? Món ruột của em là khoai môn nấu với là vịt. Rồi thôi ăn đi chứ. Thôi mình chịu ăn, nổi. Dạ con chịu hết nổi rồi cô chú ơi. Mà thiệt á. Dạ con mời cô chú, con mời cả nhà mình. Rồi mời gia đình. Nhập tiệc. Ở nhà của mình á là có thường xuyên mà tất cả các anh em tề tụ về ăn chung nhau không chú ạ? Có mà hết chắc dịp thì em mới cứ về á. Nhưng mà thiệt sự ở quê anh không biết nhà anh biết làm sao nha, nhà em bất khi nào dọn cơm anh ăn vậy đó. Bới tô cứ mà để người tô bới ăn rồi đó. Nhà anh hiểu khi nào em về mới dọn ra ăn vậy nè. Cô nhìn thấy gia đình của Thiên gì nè cô? Cô còn có mong muốn gì ở hai vợ chồng trẻ này không cô? Chỉ mong nó có hạnh phúc thôi, với làm ăn không chứ không có cái lễ làm gì. Hồi nãy cô nói với em, cô còn một cái trăn trở, một cái chưa có niềm vui, nó chưa trọn vẹn lắm. Đó là chưa có tổ chức được một cái lễ cưới chính thức để mà cưới cô dâu em Hân về. Thì đó là cái điều mà cô còn buồn, cô còn hơi bị thiếu sót với lại con dâu của mình. Thì Tuyên có cái cảm nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này của mẹ mình không? Anh cũng hiểu được phụ nữ á.
cần thèm lắm một lần được mặc áo dài đó. Anh hiểu được cái cảm giác đó. Nhưng mà anh cũng có tâm sự với bé Hân rồi. Thật sự là cái đám cưới cũng chỉ là cái thủ tục thôi. Bây giờ giấy tờ hai chồng đã hợp pháp mọi thứ đâu. Dạ đúng. Gia đình hai bên, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả biết hết rồi. Dạ. Bây giờ đúng là chỉ còn một cái thủ tục là đám cưới làm đó thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ là anh đang tập trung vô công việc. Cái sự nghiệp của mình cảm giác đang đi lên. Thì đang tập trung vô cái đó, cũng có nói bà xã là thông cảm giùm. Đừng có buồn anh nha, sau này trước thì sau này cưới, trước sau cũng sẽ cưới cái đó. Vậy thì với Hân bây giờ chị hỏi nè, từ ngày mà hai vợ chồng đến với nhau cho tới bây giờ là có một người con rồi, thì có cái lần nào mà em làm một cái việc gì đó khiến cho ba mẹ chồng mình buồn lòng không? Chắc là tại em ba nha, ba nói với em nè, con giờ cũng có con rồi thì thôi tập tành nấu ăn cho mỗi ngày cho chồng con nó có bữa cơm ở nhà. Thì em nghĩ cái đó là điều ba trăn trở, là tại vì em không có giỏi chuyện bếp núc. Em đã làm được chưa? Thì bây giờ em cũng đang cố gắng mỗi ngày. Nhưng mà nữ công gia chánh, mai giá thiêu thùa việc nhà. Nói chung là dâu đảm á, thì em làm được cái gì? Em chỉ không nấu cơm được thôi chứ mấy cái đó thì em biết làm. Nó gì được rồi. Vậy là quá tốt rồi, đúng không? Rồi. Rất là hiểu bảo rồi, được rồi. Đó. Cái chánh nhất là... Không, anh nghĩ là... Về có mẹ lo hết. Khi em có con thì tự khắc em sẽ tự biết chăm sóc, mà thậm chí từ đứa nhỏ nghe, mình tự chăm sóc cho nó, từ từ mình chăm sóc hết tất cả các thành viên trong mình. Cái bản năng của người làm mẹ, khi mà em có con là từ từ em sẽ làm được hết mọi việc. Bây giờ nè, vì những cái sự hậu đậu vụng về của mình mà ba mẹ lại rất là thương, và ba mẹ thật ra là không có câu nệ những cái chuyện đó, thì em có muốn nói cái gì với ba mẹ chồng hoặc là muốn nói cái gì với chồng mình trong cái hành trình vừa rồi hay không? Em chỉ biết cảm ơn ba với mẹ thôi. Vì con, ba mẹ đã thương con, lúc nào cũng quan tâm cho em mà. Em vụng lắm, em không biết làm gì đó. Em về cái gì em cũng hỏi mẹ, cái gì em cũng kêu ba. Nhưng mà lúc nào ba mẹ cũng thương yêu em. Cảm ơn ba mẹ. Tại sao mình có muốn nói gì với chồng mình không? Em chỉ hứa với anh là em bớt cứng đầu lại. Với ba với mẹ thì, nhưng mà với chồng em không biết sao, em lì dữ lắm. Có không anh Tiên? Lì không? Lì ký vô đầu liền. Anh phải dạy đúng không? Cô vậy thì cô có thấy rằng là tính tới thời điểm mà ngày đầu tiên anh Tuyên dắt bé Hân về ra mắt một cách chính thức cho tới bây giờ, thì con dâu của cô có cái sự thay đổi như thế nào? Và cô có hài lòng hay không? Hài lòng chứ. Nó đúng ra là con dâu cô nó còn bé lắm. Dạ. Nó chưa đến nỗi mà nó phải làm những cái mà mình đòi hỏi luôn. Dạ. Nó phải làm. Đúng rồi. Nó còn nhỏ quá. Từ từ. Nhưng mà cô vẫn nhận thấy cái sự thay đổi một cách rất là tích cực của Hân. Đến thời điểm bây giờ thì nói gì nói, anh em tụi con cũng cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã tạo ra được anh em tụi con và dạy cho tụi con có được một cái ý thức như vậy. Mỗi người một cách dạy, mỗi người một cách giáo dục con cái khác nhau. Nhưng mà đến bây giờ, năm anh em tụi con vẫn tự tin là anh em, ba mẹ trong gia đình quay quần nhau, thương yêu nhau, không có sự anh ganh đua hay là hơn thua gì hết. Đó là con quý cái đó. Cảm ơn bà xã đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, gần như là cả tuổi thanh xuân của bé Hân là hy sinh cho em rồi, là đã đi với em suốt và bây giờ đã chấp nhận sanh cho em một đứa con nữa. Cái chuyện mà sanh bé Bảo Ngư là bé Hân cũng là người chủ động nấu trước. Bé Hân cảm nhận được là em lớn tuổi rồi, là bé Hân thấy em mê nít quá. Bé Hân mới đưa lên kế hoạch là thôi hay là để vợ sanh em bé cho chồng. Đó là mọi chuyện lúc đó là bắt đầu hai đứa vô kế hoạch sanh em bé. Cảm ơn anh Quốc Thuận, một người anh thân mật hơn nữa là em hay gọi là Mr. Bean. Đó, cảm ơn Ngọc Lan, cảm ơn chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đã xuống đây gõ cửa thăm nhà Tuyên, cũng như là biết sơ, biết thêm một chút gì nữa về gia đình Tuyên, về ba mẹ, về anh em như thế nào. Cảm ơn cô chú thật, chúc cô chú rất là nhiều sức khỏe, chúc hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc và Tuyên luôn luôn thành công với những dự án sắp tới của em nha.